và một bạn là đã có bao nhiêu người bỏ mạng tại đây rồi. Hy vọng hôm nay chúng tôi sẽ không phải dính cái vấn đề như vậy. Không vướng nhá. Nào bây giờ lái chiếc xe Snowmobile nào. Are you ready? Ready. Đấy, các bạn có thể thấy này, một đoàn nhá. Đây là cái vùng biển nhé, vào mùa hè đây là một vùng biển rất là đẹp. Còn bây giờ các bạn có thể quan sát thấy chỉ là tuyết mà thôi. Tuyết. Đâu cũng là tuyết. Rồi. Một trải nghiệm rất là thú vị. Có lẽ chúng ta sẽ phải luyện tay lái trước khi lái trên băng ngày mai với Volvo V60. À, tranh thủ giới thiệu các bạn này. Tay bên trái này, cái cần cái phần ga là đây, không phải vặn nhá, nhấn bùm bùm đây này. Đấy, nhấn bùm bùm lên đấy phải đủ được phanh này, phải là phanh này. Xe này của Yamaha chất đấy, chất xe chất ngọc sướng. Nghe tiếng máy đã thấy phê rồi, xe hài hàng rất đẹp. Huấn luyện viên lâu thế nhở, anh em đang hóng xem chạy như nào. Rất là hào hức thưa các bạn. hai lá cờ. Bây giờ mình nghĩ chắc mới khoảng 2:30-3 giờ chiều thôi, nhưng mà trời đã rất mù rồi. Có lẽ là trời sẽ sập tối rất nhanh. Chút nữa thì sẽ không nói được nhiều để dành các bạn xem cảnh nhé, bởi vì là cái điều kiện thực sự nó quá là khó khăn. Anh có cảm thấy run tí nào không anh ơi? Không, sướng lắm, phấn khích lắm. Phấn khích nha. Máu lên. Nhớ đừng sập xuống. Ai biết đi. Chúc anh đừng có ướt quần. Hết ga đi anh ơi. Bây giờ mình sẽ phải Phải đóng cái kính lại rồi. Nếu không người chút nữa mặt đóng băng luôn. Tạm biệt các bạn luôn. Tạm biệt anh em. Lên đường đi. Được đấy, có vẻ được đấy. Mister ơi. Tổ lái hết đấy. Xe kia nhanh lên. Giật quá. Không hề dễ một chút nào đâu. Nay mới biết tuyết nó khắc nghiệt như thế nào. Lúc nãy lái xe Volvo thì không cảm nhận được nó là bốn bánh cân cân bằng, nhưng bây giờ trên một cái điều kiện là tuyết nó rất là dày thì mới thấy được cái độ trơn độ trượt khó như thế nào. Ôi mẹ ơi. Mùa hè thì mưa, mùa đông thì bộ trên này. Ai có nhã hứng?
cây rồi mà.